Ok, thì xin chào tất cả các bạn trước tiên ạ. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới cái vấn đề ở đây là trong cái hệ thống mạng của mình, đôi khi mình làm cái hạ tầng switch đó, nó có bị một số lỗi thì nhiều lắm. Tuy nhiên hôm nay thì mình nói về cái lỗi là nó có cái thông báo như thế này. Giờ mình bật lên, mình ngồi mình quan sát luôn. Trước tiên thì mình trong lúc đợi thì mình sẽ nói đây là cái con switch, mình gọi là switch core, switch layer 3, và còn là switch access. Rồi mình cho con switch access ở dưới là nó chạy một cái LAN duy nhất nào đó, ví dụ như cho chạy qua LAN 10 chẳng hạn, hoặc là qua LAN 20, 2, 1, 3 rồi vậy tùy các bạn. Tuy nhiên đó, sau khi các bạn cấu hình cho nó vào cái VLAN, cái interface đã thuộc cái VLAN đúng rồi, hay không sẽ không thuộc VLAN 10 này, thì nó lại gửi cái thông báo lên là như thế này: CDP Native VLAN mismatch. Ok, đấy, thì cái vấn đề này nó đến tự động thì các bạn phải show CDP neighbor đúng không? Sau đó là gì nữa? Ethernet đúng không? E0 sẽ không à, vì E0 sẽ không này. Rồi lên đây thì cái công E0 sẽ không đang nói tới cái switch access, đó là cái đầu tiên. Rồi mình gõ cái từ đi theo thì các bạn sẽ thấy được là cái native VLAN của mình đang bị mismatch, có nghĩa mismatch có nghĩa là bị lọt đó, bị sai, hai bên nó không có trùng nhau thì nó mismatch đúng không? Thì mình là đang đỡ là nó là cái này, cái VLAN 1 này ấy, thì mình cũng nói luôn nó không phải là cái VLAN 1 của con switch layer 3 đâu, mà là cái mismatch của cái con switch access này này, là có nghĩa là con switch access cái đầu này đúng không? Cái đầu interface này đang là thuộc VLAN 1. Thành ra nó mới xuất hiện cái sự mismatch. Thì bây giờ đỡ chính thì rất là dở. Rất là dở thôi. Các bạn vào con switch access, các bạn vào interface không sẽ không. Các bạn tạo VLAN 10 trước à, đúng không? Rồi vào lại interface không sẽ không. Switch mode access, switch access VLAN 10. Có nghĩa là mình thực hiện cái câu lệnh cho nó vào trong cái VLAN 10 đúng không? Thì vậy là nó sẽ như thế nào à? Thì nó sẽ có cái sự đồng bộ, cái cống này ở trên con layer 3 cũng là VLAN 10, cống này cũng là VLAN 10 ở dưới switch access, thì hai bên nó đồng bộ, nó sẽ hết cái lỗi thông báo. Ủa, các bạn sẽ thấy này, bây giờ mình sẽ ngồi đợi thử còn mismatch không, thì mình sẽ show lại câu lệnh này để em xem thử có bị mismatch hay không. Rồi nó vẫn còn thì bây giờ mình clear đi, clear CDP neighbor CDP counter, rồi show lại đúng không? Thì bây giờ sau lại là nó đã hết bị mismatch rồi. Ok, vậy là ổn. Đó, thì cái bài cái clip này rất ngắn thôi, 2 phút là các bạn có thể xử lý được một cái lỗi đơn giản ở cái hạ tầng layer 2 rồi. Thì hẹn gặp các bạn trong những clip sau. Rồi, mình xin dừng tại đây.